Hôm nay đoàn ăn sáng ở chợ. Chợ này là chợ gì bác? Trung tâm huyện Đồng Văn. À, chợ trung tâm huyện Đồng Văn. Món phở thịt heo quay. Có hai anh dân tộc đang cũng đợi ăn phở ở đây. Ngon không bác ơi? Một gia đình hộ nghèo vừa bị cháy hết nhà, đoạn đường rất là kinh khủng. Dưới bản dưới kia là có một nhà, nó hôm nào bị cháy hết nhà. Đây. Hôm nay đoàn của chúng tôi sẽ đến tặng quà và trao một ít tiền cho cái gia đình đó. Thank you.
đi lên trên này thôi. Đây là những cái cột nhà nó hôm nọ bị cháy đây đúng không anh? Sàn và cột. Đấy, sàn cột là cái nhà này hôm nọ bị cháy. Vâng. Cháy cháy hết đấy à? Đấy. Rồi, xin chào các anh nhá. À, xin chào các anh. Hôm nay đoàn bọn em lên Hà Giang chơi tham quan thì biết là gia đình mình vừa bị cháy thì cũng có một ít những cái phần quà gọi là hỗ trợ rồi là tặng cho cả gia đình và tặng cho các cháu bé. Giờ đi vào hết đã. Hôm nay thì Hà Giang đây à? Bọn em lên Đồng Văn từ tối qua rồi. Mời anh ơi. À, nhà cháy hết rồi hả? Cháy hết sạch, chả còn gì nữa. Đây nhà một bà con đồng bào dân tộc Mông bị cháy sạch. Hôm nay đoàn sẽ đến tặng quà. Nhà này là dân tộc Mông hả anh? Mông. Đấy. Họ đã nghèo khổ rồi mà lại còn bị cháy ở nhà. À. Thế bây giờ mà đây là nhà của anh à? Nhà của chị ấy à, nhà của anh chị đây à? Bây giờ mà dựng lại một ngôi nhà này thì kinh phí bao nhiêu tiền? Thế này á? Vâng. Thế này là không biết được. À. Thế này là làm trước rồi, là được mấy chục năm. Mấy chục năm rồi đúng không? Sao giờ 20 năm. Ừ. Bình thường những cái nhà dân tộc của mình thì là mọi người tự xây hả hay là tự gì xây tự xây ha, đúng không? Lấy gói về cái đống tuyệt này. Nhà này có phải nhà trình tường không anh? Đấy, trình tường. Trình tường đấy đúng không? Trình tường đấy.